Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình nhận được nhu cầu cài đặt các cái phần mềm cho MacBook Air sử dụng chip M1 và hệ điều hành cài đặt là Ventura 13.5.1. Như các bạn nhìn thấy, đây là chiếc MacBook Air chip Apple M1. Thì bạn này có nhu cầu cài đặt các cái phần mềm bao gồm Photoshop, Illustrator và cái bộ Office, Word, Excel, PowerPoint. Thì mình tranh thủ sẽ ghi lại cái màn hình trong quá trình cài đặt này và xin giới thiệu đến các bạn, nếu như các bạn có nhu cầu cài đặt các phần mềm cho MacBook thân yêu của bạn cũng như cài đặt cho các phần mềm trên Windows thì các bạn contact với mình qua số Zalo mình để ở trong mô tả. Thì đây là cái bước đầu tiên, mình sẽ cài Illustrator trước. Thì mình sẽ kiểm tra xem là Gatekeeper của bạn đã tắt hay chưa, bởi vì cài đặt các cái phần mềm này nó là cái phần mềm chưa được đẩy lên Apple Store. Hiện tại thì Gatekeeper của máy này đang enable thì mình sẽ tắt nó đi. Mình sẽ gõ là sudo cách sptl và gạch hai cái gạch master gạch disable để mình đảm bảo cài đặt nó sẽ thuận lợi không hỏi. Ok, như vậy là đã disable Assignment đã disable rồi. Bây giờ mình sẽ đóng cửa sổ này lại. Và cái bộ cài thì mình đã để lên Google Drive và mình đã tải xuống rồi. Bây giờ mình chỉ việc mở cái phần Adobe Illustrator bản version mới nhất 2023 tương thích với Mac Ventura của bạn này. Trong quá trình cài đặt thì các cái bước cần thiết, ví dụ như là Active thì nó rất là dễ, không có gì khó khăn. Thì bởi vì cài đặt thì không được phép chia sẻ Active thì mình xin phép bỏ qua cái bước đó. Các bạn chỉ việc bấm Install và Next cài đặt như các cái phần mềm thông dụng khác mà thôi. Và trong quá trình cài đặt, nếu như hỏi yêu cầu mật khẩu thì bạn đăng nhập mật khẩu, đăng nhập MacBook của bạn. Đối với mỗi một MacBook sử dụng chip khác nhau cũng như cài hệ điều hành macOS khác nhau thì chúng ta sẽ có các cái bản phù hợp cho chiếc MacBook. Nếu các bạn cài sai phiên bản thì nó sẽ bị lỗi, và nếu như bạn cài đi cài lại thì cái việc active trở nên khó khăn hơn. So với việc là chúng ta tìm đúng phiên bản và đã crack active thì nó sẽ sử dụng chuẩn hơn. Còn nếu mà bạn cài nó bị lỗi rồi thì cái việc gỡ ra cài lại nó cũng trở nên khó khăn hơn. Thì đây là cái phiên bản version 27.6.1 như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình nhé. Nó phù hợp với macOS cài Ventura. Như vậy là quá trình cài đặt đã kết thúc, thì bây giờ mình sẽ bấm Close. Và bây giờ mình sẽ vào Application và mình đưa cái biểu tượng icon của app vừa cài xong đưa ra ngoài desktop để tiện sử dụng. Khi mà các bạn cài xong, bạn mở chưa active ấy, thì nó sẽ yêu cầu bạn đăng nhập tài khoản. Và bạn chỉ có bản dùng thử mà thôi. Đó, như vậy là các bạn chưa đã chạy file thuốc, cho nên là khi bạn mở thì nó sẽ yêu cầu bạn đăng nhập tài khoản Adobe. Thì đây là cái mà chưa active. Bây giờ mình sẽ đóng cái cửa sổ này lại và mình sẽ chạy file thuốc. Ok, như vậy sau khi mình chạy file thuốc xong, bây giờ mình mở lại thì nó sẽ không còn yêu cầu mình phải có tài khoản nữa và các phần mềm này đều được sử dụng vĩnh viễn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở lại. Đó, như vậy các bạn thấy bây giờ mình đã sử dụng được rồi và nó sẽ không yêu cầu mình bản dùng thử hay là phải mua bản quyền nữa. Và đây mình sẽ demo các cái tính năng cho các bạn xem.